mình thấy rằng tất cả những cái reviewer ở Việt Nam ấy thì cũng chưa có ai bật được cái biểu đồ FPS này như mình đâu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Pap Công Nghệ nhé. Trên tay của mình đây chính là em iPhone 13 Pro Max, chiếc máy đầu tiên của Apple được trang bị công nghệ màn hình 120Hz, và mức giá hiện tại thì em máy này vẫn khá là đắt nha. Chiếc iPhone 13 Pro Max này mình đã cập nhật lên phiên bản là iOS 18 rồi, và ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách chơi tựa game Wuthering Way ở trên chiếc máy này với một cái biểu đồ FPS để cho các bạn có thể theo dõi khi mà chiếc máy này chơi game cụ thể chi tiết như thế nào ấy thì bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu video ấy thì mình xin quảng cáo này, thì Shopee của Pap Công Nghệ mình ấy có bán điện thoại IQ Z9 Turbo này, và ngoài ra ấy thì còn có rất nhiều những cái mã điện thoại gaming phone và máy tính bảng cực kỳ ngon cho anh em nhá. Rất nhiều phụ kiện như kiểu tai nghe gaming này, quạt tản nhiệt xóa nóng lạnh, ổ cáp sạc của Realme, Xiaomi, 120W, 80W, 65W, tất cả các mã đều có nha. Các bạn hãy lên Shopee tìm kiếm shop Pap Công Nghệ, ấn theo dõi để cập nhật các thông tin mới nhất nha. Vì là một tựa game khá nặng và cũng là một chiếc máy ra mắt cách đây 2 năm rồi, cho nên mình sẽ sử dụng cho em nó một em sò tản nhiệt của OnePlus nhé, giống hệt như cái video test game trên iPhone 11 lần trước luôn. Nhiệt độ của máy ban đầu tầm xấp xỉ tầm khoảng 31.8-31.2 độ C, rất là mát luôn. Nhiệt độ phòng tầm khoảng 28.9, và mình sẽ bắt đầu tính giờ này. Rồi, như các bạn có thể thấy là ở đây mình đã có một cái biểu đồ để đo FPS rồi nhá. Hiện tất cả những cái thông số chi tiết về game cực kỳ rõ ràng luôn, thậm chí có cả biểu đồ để đo luôn. Hiện thông số GPU và memory RAM này, đấy, FPS đang tầm khoảng 59.5 nhé, xấp xỉ 60 thôi, rất là mượt luôn. Sau cái video này ấy thì tất cả những cái bài test đo iPhone, iPad, mình đã có cách để mà bật cái biểu đồ này lên rồi. Mình thấy rằng tất cả những cái reviewer ở Việt Nam ấy thì cũng chưa có ai bật được cái biểu đồ FPS này như mình đâu. Chắc là ở Việt Nam ấy mình là người làm đầu tiên. Với tựa game Wuthering Way ấy thì mức setting mình sẽ để là max setting luôn nhá. FPS cao nhất chỉ được 60 thôi, đi bộ đi qua đi lại này, thẳng tắp ở mức 59. 59-60 luôn. Ngon phết anh em ơi. Ui, ngon. Bay này. Đấy, đây là nhân vật mới ra của tựa game này. Nói chung là quá ngon rồi anh em ạ. Mình sẽ thử combat đánh này. Ok. Rồi, 60 này. Ngon phết. Ok. Ngon anh em ơi. Thẳng tắp ở mức 60 luôn. Drop xuống 4x rồi, drop xuống 3x rồi. 30 FPS này. Mình đang gắn sò nha, nhiệt độ đang rất là mát luôn. Đấy, có vẻ là hơi ngon một tí thôi, chứ cũng không quá ngon đâu. Đánh quái thì có vẻ vẫn bị drop FPS rất là sâu, số 3x. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực farm quái Echo nhá. Khu vực mà rất nhiều con máy đã tạch ở đây, kể cả là Snapdragon 8 Gen 3 hay là 8 Gen 2 cũng đều tạch. Drop xuống 49, 46, 43, 4x này. Drop xuống 4x các bạn này. 40, 46. Ôi, iPhone cũng như thế này các bạn. iPhone cũng bị drop nha. Không phải cứ gì Android đâu. Lần trước mình có test tựa game này trên iPhone 11, nó vẫn mượt là bởi vì màn hình của em iPhone 11 chỉ là màn hình HD thôi. Một con chip yếu nhưng mà render ra một cái màn hình thì nó không nhiều điểm mạnh, cho nên là nó cũng đỡ hơn mấy em iPhone 13 Pro Max như thế này. Mượt chưa? 46 FPS. Rồi, drop xuống này, drop xuống 4x này. Rồi, 46. 46. Ui, 39. Đấy, kể cả những em iPhone cực kỳ mạnh như thế này nó cũng drop xuống nhá. Bên mình thì chưa về iPhone 16 Pro Max thôi, chứ nếu mà đã về ấy, thì bên mình chắc chắn rằng sẽ có cái video test game chi tiết cho anh em luôn. Với một cái biểu đồ FPS thế này ấy, là thần khí mà bên mình có nhá. Mình nghĩ rằng ấy, các reviewer Việt Nam chắc là có mỗi mình tìm ra đầu tiên thôi. Những người khác họ cũng làm video test game trên iPhone ấy, làm gì có biểu đồ như thế này đâu. Các bạn hãy cho mình xin một follow nhá. Drop số này, drop số này các bạn này. Cắn sò xong máy mát lắm. FPS khi đi bộ bình thường toàn ở mức 59-60 thôi, không có hiện tượng drop. Nhưng mà trong lúc đánh quái mà nó phải spawn ra quá nhiều con quái khác nhau ấy, thì chiếc máy của chúng ta mới bị drop thôi. Điều này ấy thì kể cả em gaming phone hay là những con chip Snapdragon 8 Gen 3 nó cũng không thể nào thẳng tắp được. Với cả tựa game này nó cũng chưa tối ưu quá nhiều cho tất cả mọi con máy, cho nên kể cả chơi bằng iPhone nó cũng drop ấy. Nhưng mà đánh quái bình thường cũng drop xuống 4x này.
đấy, nó phải làm rất nhiều những hiệu ứng khác nhau ấy thì drop xuống kinh kinh thật đấy. Rồi ôi, drop xuống 3x này, 4x này, thấy chưa? iPhone nó cũng bị drop nhá. 9 phút chơi game rồi. Ngon 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 ngon, 47 46 này. Trong lúc combat thì nó không quá ngon đâu. Ôi, trong này FPS vậy hơi tụt giảm này. Đấy, đây là con rồng rất là to nhá. Từ đầu game đến giờ thì drop xuống 4x khá là nhiều. Mỗi lần phải lốt đồ họa hoặc là các hiệu ứng kỹ năng rất là nhiều thì nó bị drop. Chơi game vẫn ổn định. FPS thì không tụt giảm quá sâu nếu như mà chúng ta gắn sò. Và từ đầu game đến giờ thì mình chưa thấy hiện tượng giảm độ sáng bởi vì nhiệt độ của máy rất là mát. Vấn đề duy nhất ở trên những chiếc điện thoại iPhone chỉ là vấn đề về nhiệt độ mà thôi. Còn lại thì mình cảm thấy rằng nó tối ưu game tốt hơn những chiếc điện thoại Android khác nhé. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nhá. Tạm biệt các bạn.